Chẳng có gì tuyệt bằng cà phê và quá trình làm đẹp để khởi đầu một ngày mới tuyệt hảo cả. Ôi, ước gì tôi được hoàn hảo mỗi sớm mai như Beyoncé nhỉ? Dù cho đang trang điểm hay không thì bạn vẫn phải cần làm sạch da. Ôi trời, vụ này phải lâu lắm đây. Ouch, trông đau quá. Thay vì xoa bóp như thế, hãy thử cách này. Sau khi đổ sữa rửa mặt lên miếng bông thì hãy thổi nó. Chà, bạn cho bao nhiêu sữa rửa mặt lên đó thế? Bây giờ bạn có thể rửa mặt mà không cần phải kỳ cọ đau đớn rồi. Ôi, sạch sẽ và xinh xắn. Bạn đang tìm kiếm thánh vẽ mắt à? Hãy thử dùng một miếng băng keo nào. Nếu bạn thích một cú wax lông cực đau, hay những dấu dây, hoặc mấy cái thìa kỳ cục, ôi, eo ơi. Thay vào đó, hãy thử cắt một bên miếng cọ đánh mắt. Nhúng nó vào lọ bột kẻ mắt. Dùng chiếc cọ ấy để vẽ lên lông mi bằng một đường kẻ nhanh gọn. Bây giờ bạn đã thành thạo cách vẽ mắt mèo rồi. Mèo. Được rồi Vicky, chúng tôi hiểu mà. Bạn đã vẽ được đôi mắt gợi tình đó rồi. Giờ hãy dùng nó để mê hoặc người mình thích đi. Đến giờ ngủ rồi. Tẩy trang cho môi thôi. Điều gì đang xảy ra thế? Này Haley, trông cô như một chú hề vậy. Đừng lo, vẫn còn cứu vãn được. Lấy một chút Vaseline và bôi nó quanh môi bạn. Đừng lo nếu son dính vào răng. Ôi, nhìn này. Giờ thì hãy chùi son và Vaseline bằng bông tẩy trang. Này các nàng, những mảnh thủ công mà bạn muốn chúng tôi làm là gì? Hãy bình luận phía dưới nhé! Chà, trông tuyệt hơn hẳn! Nighty night, ngủ ngon nhé! Sau một đêm mộng đẹp, mái tóc bù xù của bạn trông chẳng đẹp đẽ gì. Ouch! Này Vicky, cái cây nha đam ở đằng kia thì sao? Bẻ một cái lá nha đam và đặt xuống bàn. Dùng dao, cắt lá nha đam từ giữa thân. Ôi, cẩn thận ngón tay đấy! Nạo phần gel bằng một chiếc muỗng. Nhìn miếng nha đam ngon lành này đi. Dùng tay nhặt miếng nha đam lên. Đặt nó vào một chiếc máy cắt đa năng. Thêm vào đó một muỗng dầu dừa. Giờ thì xay hỗn hợp này lên nào. Đổ hỗn hợp ra một chiếc tô. lấy một chút hỗn hợp thoa lên tóc. Thoa lên phần chân tóc tại các vị trí khác nhau. Xuống tận ngọn tóc. Cuốn tóc lên và để chất dưỡng tóc này hoạt động. Giờ thì hãy làm gì đó để giết thời gian trong 30 phút. Xong chưa nhỉ? Uff, xong rồi. Vào nhà tắm để gội sạch hỗn hợp này đi. Đừng quên like để xem thêm các video khác nhé. Sấy khô tóc như thường lệ. Mềm quá. Ồ, cô gái có mái tóc tuyệt đẹp kia là ai thế? Chẳng còn bù xù nữa. Bạn đã sẵn sàng để đi chơi với bạn mình chưa? Việc lên đồ đã rất vui rồi. Đây sẽ là một đêm dài đấy, nên xịt giữ trang điểm là rất cần thiết nhé. Ôi không, chẳng còn chút nào cả, thật không công bằng. Lần tới, hãy gỡ chiếc nắp xịt ra khỏi chai. Đổ những giọt cuối cùng vào một chiếc chai nhỏ bằng cách kéo cái ống bằng nhíp. Ai mà biết được, nó còn nhiều thế chứ. Vậy đây, lớp trang điểm xinh xắn chẳng trôi đi đâu được. Tuyệt lắm nàng ơi! Này, quay lại đây, của Haley mà! Hoàn thành lớp trang điểm bằng một làn môi dày dặn luôn là một ý hay. Không phải cái này, cũng không phải cái đấy. Hồng quá! Đinh đinh, đúng rồi! Chiếc cọ son này không tốt cho lắm. Chà, tệ quá đi mất. Này, bình tĩnh nào Vicky. Lần tới, hãy dùng một chiếc kẹp tăm, bẻ nó ra ngoài và đặt chúng lên môi như thế này. Thoa son trong đường viền của kẹp. Chà, trông cực ổn đấy chứ. Giờ thì đặt chiếc kẹp lên môi dưới nào. Vậy là xong. Trông kìa, cặp môi hoàn hảo, tuyệt vời. Tránh ra một bên nào chỉ kẻ môi, tôi có cách khác rồi. Kẹp tăm thật đa năng. Bạn có thích những mẹo làm đẹp này không? Việc chọn làm gì với thời gian quý giá của mình là hoàn toàn ở bạn. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh của chúng tôi để khám phá những mẹo vặt hay ho nhé!